quan về chức năng, những cái dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân là liên quan trực tiếp về vị trí, về cái giới hạn, về cái mức độ của các tổn thương, của các tổ chức cụ thể là thế nào. Nên khi các bạn khám lâm sàng thì bác sĩ nhân viên phòng khám lâm sàng là họ sẽ tính vũ được cái tổn thương rồi. Thì chúng ta làm cái vấn đề thì chúng ta cũng cần làm cái đấy. Thì khi chúng ta khám, chúng ta hỏi bệnh nhân và khi chúng ta đi điều trị thì cần chúng ta sẽ biết là chúng ta cần chuẩn bị cái gì, như thế nào là một điều nào, như thế nào là một cái khu trú, vâng 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 vâng. Sau khi nhà thầu các dự án có cần chúng ta thì nguyên lý của các cái kỹ thuật thế nào, cái score số không thì nó đơn giản, các loại bệnh tình thì nó đơn giản, nó còn từ là rất rõ. Và một điều đặc biệt trong đó thì chẩn đoán là thủng kính thì cái phòng tư dùng rất là nhiều, giúp chúng ta phân biệt được các loại tổn thương khác nhau, giúp chúng ta đánh giá cấu trúc, giúp chúng ta đánh giá các chức năng. Thì đối với cái hệ thần kinh thì cái kỹ thuật phòng tư là chúng ta nó được phạm vi tối đa của hai phòng rồi, trong hệ thần kinh này phòng tư là phạm vi rất nhiều, khá từ xuyên tâm phòng tư nó xuyên tâm thì nó khá đơn giản là gì, nó từ xuống T1, từ xuống T2, từ xuống tia, từ xuống đi hết, từ xuống cả cái dùng bùng thì nó thứ đổi nhiều hơn, nó thêm cả từ xuống in phay lao tay là đi phiêu sơn vân vân, lý thần kinh là nó kinh nhiều là gì, nó đọc là thì phòng tư thì nó thần kinh là gì này, nó cố vang luôn và nó hơi vang là gì này rất là kỳ, cái gì cũng phân tích được cái ý nghĩa của từng cái hình ảnh, của từng cái dấu hiệu để từ đó chúng ta đưa ra những cái chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt. Thì trong cái bài đầu tiên ngày hôm nay tôi sẽ nhận để điều là cái gì, những cái điểm quan trọng của cái hệ thống chẩn đoán đấy thì mình gọi là các cái nào đó, cái cuộc sống hay là cái dễ thông tin quan biên là khác. Thì nhắc lại cái chúng ta có hai cái bản cầu đại não đúng không? Đây là nền bài nghiêm. Rồi thì hiện nay thì chúng ta có tiểu não. Phủ đến tiểu não là có cái lều tiểu não là một cái lớp quan trọng phủ lên. Chính vì vậy là trong lâm sàng và các chẩn đoán nào chúng ta hay gọi là tổn thương trên lều hay tổn thương dưới lều là để so với cái lều tiểu não này. Tổn thương trên lều nghĩa là gì, cái tổn thương của cái bản cầu đại não, còn tổn thương dưới lều nghĩa là gì, của vùng này tiểu não, cầu não, thận não. Tiểu não có hai bản cầu tiểu não đúng không, đối với nhau thì là gì, thì nhau tiền được tiểu não là cầu não, cầu não là phần cỏ. Nhưng mà thực ra nó có tên cầu nào không phải là vì nó hình con mà tên cầu nào là vì là sau này nó có cả cái bò sợi nó bắt kéo nó cầu nó gọi là cầu nào nối cái phân tiểu nào với cầu nào. Với cái đại não bên này chúng ta có cái cuộn đại não, hai cuộn đại não đây thì dưới này là thân não, dưới này là bên trong. Thì cái phần ngăn nào đây rất là quan trọng, trung tâm thần kinh, trung tâm hô hấp, trung tâm tim mạch nằm đây. Nên tổn thương ngăn nào che cả thân nào thì bệnh nhân sẽ tử vong rất nhanh. Đó là lý do vì sao được thì cù mặt ngoài của trần và vùng cổ sau thì nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với cái cù mặt ngoài của trần và vùng trên lề. Vậy là gì trực tâm trường và nhìn thấy một cái bệnh nhân vùng vào thì nhận thức khi đó viên nó bảo hộ vùng màu không như này để sức khỏe thần khi mà che ngăn nào phải là sẽ chạy vì mà nó sẽ suy vô là cái gì nhớ cho một cái liều thì làm cho con đào từ tôi ra từ tôi trên liều từ cái liều thì ta so lại đi cái liều thì nào thì như có cái bản câu tài nào thì nó có mấy mấy gì đúng không, thì đều có tí thì tại sau là tí trình sau này là vi chậm thì hay vi thể dược
thì rằng báo cáo giới thiệu là rằng trung tâm là cố gắng đồ thì rằng trung tâm là làm này thì việc điều đó là bị trạng từ sau đó là tin bị đẩy đổ trong đây sau này chúng ta có thể rằng tính chậm nhìn là việc làm ngoài thì chúng ta thấy không thể rõ nhưng mà chỉ còn chỉ là như thế này chúng ta nhìn về mặt các giao kim chúng ta có thể hỏi rằng của bằng các giao kim chúng ta sẽ thấy rằng tính chậm rất rõ nó phân ra từ trước là quy định từ sau là quy chậm còn đây là các bạn sinh viên đúng không bạn sinh viên thì chỉ đó là quy thả diêu để cho quy trả quy định quy thả diêu chậm thì khi các chị mô tả cổ tư bên là sinh viên của năm hai các chị phải phân biệt về cổ tư nó nằm ở đâu là so sánh với cái ví dụ phân biệt của cổ tư nó nằm là quy trả hay quy định nên là chị phải sáng để cho được cái và trung tâm thì sáng đến ngân hàng trung tâm mà có mấy cái tiêu chí là trong sách hành cái đạo rất nhiều thì coi được đến ngân hàng còn đầu tư city thì còn cái dấu hiệu rất là đơn giản sẽ chỉ là gì để cắt sản phẩm ra là trung tâm thì những cái cổ phiếu này đều đó thì ta cũng sẽ không sao đó là đi đi được cũng sẽ có tương thân cả như thế cái cổ phiếu còn lại tương được ra sao thì lúc này chúng ta gọi là tạm định hoặc là còn lại như thế này thì còn gọi là cả khi là chúng ta bảo hùng vị ở cả khi nên mà phân ra cả hồi nào là cua như thế này cua như thế này gọi là cả hồi cua như thế này là hồi thì cả khi mà có ba hồi quan trọng hồi trên hồi đằng trên hồi đằng dưới hồi đằng dưới rất đơn giản là như thế này đến sinh viên đến năm nay là gì tìm lên là gì sẽ thấy ba hồi này cắt cho là cái tập cả hơi sâu thì thực tế này là hồi đằng trên dừa ngồi đặt dừa, ngồi đặt dừa thì phía sau của cái thi tán và nó chạy ngay trên đường của cái nặng trung tâm ở đây là nặng trung tâm này thì trên đường này nó có cái hồi chạy dọc như thế này các hồi đặt thì nó chạy ngang trên đường sau còn cái hồi này nó chạy sau đường trên đường trên này thì hồi đây là hồi trưởng trung tâm quấn cái nặng trung tâm này thì kỳ hôi thì buồn nào thì việc này gọi là hôi được trung tâm thì hôi được trung tâm này để ra trung tâm và đồng một cơ thể thì học trong cái phòng lâu rồi thì các chị nào còn nhớ không các chị nào còn quan tâm về thân kính thì có tạo lại nhân cao hay các chị sẽ quên thì hôi được trung tâm còn cái hôi ngay thì sau thì là trung tâm là hôi hồi sau trung tâm hồi sau trung tâm là cái trung tâm của cảm giác hồi được trung tâm là phần đầu thì nhau về phần lớn cảm giác và cái đặt thế là trung tâm ở cái thiên tạng có gì quan trọng nữa đấy là hồi tạng dưới hồi tạng dưới nên là nó có cái trung tâm ngôn ngữ Broca thì giả thuyết mà được chấp nhận nhiều nhất kính điển nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất là giả thuyết về hai cái vùng ngôn ngữ vỏ nào chi phối cho ngôn ngữ đó là vùng Broca nó nằm ở cái thi trạng dưới này và vùng khác nhất nó nằm ở phía sau thì cạnh sau hồi phải dưới đêm này quán chỉ hồi góc này vùng này vùng Broca vùng này vùng khác nhất thì vùng Broca là vùng vỏ nào chi phối cho thì hoạt động ngôn ngữ chủ động hiện nay chúng ta nói mà nói hiện nay thì là do cái chức năng của vùng này còn cái vùng phát tích là một chức năng ngôn ngữ chủ động hiện là tôi nói là các chị ngồi các chị nghe được các chị hiểu được là chức năng của vùng phát tích này ngoài ra nó có cả bỏ sợi tăng cái độ hai vùng này với vùng có cao hơn phát tích này thì nếu như tổn thương các bỏ sợi nối giữa hai vùng này bệnh nhân có một cái triệu chứng rất là đặc biệt nghĩa là họ nói được họ nghe hiểu được nhưng mà bắt họ lặp lại những cái mà họ mới nghe là họ làm được thì lúc đó bắt họ nói lại anh chị nói câu bắt họ lặp lại cái câu này là họ nói được đấy là do tổn thương cái đường dẫn truyền từ vùng đặc biệt ra vùng 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 cả thế đấy là cái gì việc kính điển thiết về cái vùng vỏ nào chi phối cho tôi ngôn ngữ sau này chúng ta thấy
Và có thể cái vùng ngôn ngữ nó sẽ
nhiên những cái người mà thuận tay trái nó phân bổ về vùng ngôn ngữ để nó phức tạp hơn là người thuận tay phải. Cái này là nhìn làm bầu với chức năng sao đây thì nào mà có điều kiện sâu và được làm bầu với chức năng như thế này. Người tay phải rất là dễ để không bỏ nào mà làm là cái trong ngôn ngữ của tay phải, nhưng mà những người mà thuận tay trái nhiều cái tài năng, nhiều cái tài văn nghệ về ngôn ngữ vân vân, chính là vì là cái vỏ não tôi thuận lợi tại cái đó nó phức tạp hơn. Phân bổ ở cái vùng hồi tưởng trung tâm, thì hồi tưởng trung tâm ở đây là cái vùng vỏ não chi phối cho hoạt động của cơ thể, đúng không? Thì toàn bộ các cơ trong cơ thể nó sẽ có cả cái vùng vỏ não chi phối cho các cái đó nằm ở cái hồi tưởng trung tâm. Đây cái hồi tưởng trung tâm này, một cái hình này là cái tất cả các quan hồi tưởng trung tâm này, thì tất cả các cái đó sẽ trong cơ thể nó sẽ được chi phối bởi cái vùng vỏ não và có cái vị trí đó ra. Và cái hình ảnh này nó hơi đảo ngược một chút, nghĩa là cái phần chi phối cho cái chi dưới á, nên nó sẽ nằm ở phía trên và phía trong, nghĩa là cái trên và phía trong bản cầu thì nó là ngoài đấy, nhưng mà trong là cái tạng dưới, cái gân dưới, thì cái phần chi phối cho cái chi dưới nó sẽ nằm ở trên và trong. Rồi để cái phần chi phối cho tay, rồi để cái phần chi phối cho mặt và lưỡi, phần miệng là cái phần ngoài cái dưới của hồi hồi tưởng trung tâm này, nó phải đạt được được tất cả cái này chúng ta gọi là cái homunculus, nghĩa là cái phân bổ của cái các cái cấu trúc chi phối cho các cái cơ trong cơ thể cái hồi tưởng trung tâm này. Ở đây các vị để ý cái tỷ lệ của các cái vùng này. Ở đây chúng ta bàn cái tay nó có hơn cái chân là vì sao? Là vì vùng vỏ não chi phối cho cái tay nó rộng hơn cái vùng vỏ não chi phối cho cái chân. Là vì sao? Cử động của cái tay nó phức tạp hơn cử động của cái chân. Cái tay nó làm rất nhiều động tác, đúng không? Cử động rất là tinh tế, không có cái chân cử động để thân có chủ được một số động tác đơn giản thôi. Chính vì vậy vỏ não chi phối cho tay nó rộng hơn cái vùng vỏ não chi phối cho cái chân. Tương tự như thế, vùng vỏ não và chi phối cho khuôn mặt và lưỡi và miệng thì rất là rộng, vì cả cơ đây nó cử động nó rất phức tạp và rất là tinh tế. Nên chỉ nhận ra cái này để là lý do vì sao có một số bệnh nhân của cổ bị dối máu, cổ nhỏ nhỏ và liền tay và người khác thì liền chân và người khác thì là méo miệng vân 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 vân, rất là nhiều thứ là vì nó liên quan đến cả cái vùng vỏ não. Thì vùng này cũng sạc lên được không? Sạc lên được, có rất nhiều cách để sạc lên. Đến đầu tư và có kỹ thuật đầu tư chức năng nó chụp đây chúng ta có thể thấy được vùng nào nó chi phối cho cái nào. Thì giữa chúng ta cũng sạc lên cái vùng chi phối cho bàn tay, chúng ta biết là nó đang lần vào vào đây rồi, chúng ta cụ thể chỗ nào thì chúng sẽ chụp đầu tư chức năng. Và trong quá trình chúng ta chụp, chúng ta cho bệnh nhân cử động thì tay như thế này, thì chúng ta chụp sau chúng ta xử lý, chúng ta sẽ thấy cái vùng vỏ não chi phối cho cái cử động tay này nó tăng lên nhiều hơn so với những cái vùng nào. Cái này chúng ta gọi là đầu tư chức năng lưỡi đấy, nó có thể làm được, chân bàn chân có thể làm được. Này như chúng ta gọi cái mặt ngoài vỏ não, bây giờ cái mặt trong, cái hai bàn tay này là mặt trong, bây giờ nhìn vào mặt trong thì mặt trong có gì đặc biệt? Cái đầu tiên là chỉ chú ý cho việc làm thể thể trái, đúng không? Thể trái nó có sợi dây chằng lớn nhất, nó nối hai bàn cầu lại nhau với nhau. Thể trái là pelvis, pelvis là thể trái. Ngay trên thể trái là khối khối đai. Rồi cái mặt trong của các cái khối đai này, rồi khối trước trung tâm, khối sau trung tâm. Ở cái mặt cao này chúng ta thấy cái vành bên trong rất là rộng, và cái vành cửa, cái vành
đưa đến một ký cái môi thì tuy chậm là ai thằng thì quán cái thằng đưa này để là cái vô bò nào cái phổ cho thì nhà không có này ta rồi thì bò nào cái phổ cho thì nhà nó sẽ cái thằng đưa là này này thì vô bò nào cái phổ cho thì nhà vô bò ba này đau này nó đau mồ hôi phải chứ này chúng ta bảo gọi là cái địa phương phải dương đau ấy. Bao gồm cái nằm nhấn cái trước à, cái là cái mắt đây là cái nằm nhấn này rồi à, để cái hải ba trên đây là cái con nằm phong bích đây là cái con nằm bao gồm cái này chúng ta gọi là cái con nằm đấy nằm cái đường thành cũng là cái vũ bao gồm đây chúng ta gọi là cái nền lipid cái lipid này nó chịu tác nhiệm về cái cảm xúc điều hòa cảm xúc trong cơ thể. Những người mà bị tổn thương cái hải bàn này sẽ bị rối loạn cảm xúc. À, về mặt tâm lý thì cái vùng này rất quan trọng. Hãy như cái chủ vị trong trường hợp và những cái bệnh nhân trẻ tuổi thì cảm vi động mạch kinh. Sau này các chị làm ở từ hoặc CT các chị thấy những cái bệnh nhân trẻ 10-15 tuổi được chỉ định chụp CT hoặc chụp cộng từ vì nghi ngờ động mạch kinh hoặc là động mạch kinh. Thì những người này thường là họ sẽ cho đo điện nào nữa và nếu như mai mang thì sẽ thấy những cái bất thường của điện nào và phú của điện bát thì có thể bác sĩ họ sẽ đọc là đồng kinh có các cái tín hiệu bất thường từ vị thái dương trái phải này nó đến với điện bát thì các bạn sẽ chú ý cái vùng hải mang này thì có một cái bệnh lý hay gặp thì là sơ chữ hải mang. Sau này nó cần phân cái bài từng mình học thì chúng ta sẽ nói qua để các chị biết về vùng hải mặt này có thể bị sơ hóa teo lại nó làm giảm cái thùy sưng thái dương của cái não bên trên và đến cầu thứ tư khi chúng ta chụp chúng ta có một protocol đặc biệt dành cho những bệnh nhân này để chúng ta cắt chẳng là cắt corona vô cầu hải mặt này tụi xuống flare corona thì chúng ta sẽ đánh giá được so sánh được hàng mặt hai bên và để khi có bất thường có thể bên còn teo lại và có thể tăng được nhiều ở giai đoạn cấp và giai đoạn mùa thì còn sơ hóa thì còn tăng được nhiều ở độ teo và tương ứng là cái sưng hải dương của bên đó giảm to hơn bên kia thì này là về a cái này là do sơ hình thành mà là một trong những nguyên nhân gây độ chấn thương phổ biến chúng ta sẽ nói mà sau à, đây cái bằng tâm sau là cái này thì tâm cái lớp là của cái sắc lắm của đất lơ để các chị phải đọc thì cái thể cai đây cai là cực kỳ quan trọng các chị nào là siêu âm thai thì phải chủ yếu thể cai này bất sản thể cai thì chúng ta có thể thấy được trong bảo tàng siêu âm thai thì hai có thể phát hiện được rồi các là cắt cái gì cố gắng bỏ được cái là cắt xa cái tam to bên dưới này thì sao thì có thể cai hay không và đây chúng ta bảo rằng là các bạn của chúng thì vòng nào đây vòng nào đây là vùng đôi thì vòng đặc biệt giang đôi thì ở đây thế đây là mặt tâm của cái bản câu nào đây đây liều thì là đây vậy mà tổn thương như này chúng ta gọi tổn thương dưới liều tổn thương từ đây đến đây chúng ta gọi tổn thương trên liều của cái nào đây ở đây chúng ta nghe cái gì nào thứ tư cái đầu nào chúng ta sẽ nói sao những cái vùng này chúng ta sẽ đây nào thứ tư này đây còn nào này đây là nào thứ ba này đây là thứ bên là nào ở đây này chúng ta sẽ chúng ta cắt cái gì câu nào phải trước thân nào tình yên ở đây cái cuốn tình yên thì đến khi các chị đọc đầu tư các anh chị là sẽ để xem được cuốn tình yên nó có lực không nó có chay không thì cuốn tình yên chay đấy nó thường cuốn tình yên lực nó thường cái cuốn tình yên nó chay nó mới gặp cái lần nào còn cái vấn đề đặc biệt là những đại thảo nhà sẽ còn gặp một năm gặp một hoặc hai ca và nhân được rồi chuyển qua bị đại thảo nhà thì khi các chị nghe đại thảo nhà thì việc đầu tiên các chị nhìn cho cái cuốn tình yên này thì có thể là nó
biến rồi chay của người yên này, một cái đại tâm này. Vì sao? Không có A đi hạ vào trực tiếp ra đến này, mà không xuống người yên được. Đã như vậy là một cái rối loạn hấp thụ được lớp thẳng ở nhân có cái rối đó, đại tâm này. Tất nhiên đại tâm này nó có nhiều nguyên nhân nhé, rất nhiều nguyên nhân, vô ba nguyên nhân. Nhưng còn một cái nguyên nhân mà chúng ta phải đưa đến con tư, chúng ta phải loại trừ nhỏ là một tổ chức của người yên hay không. Rồi để của người yên mang tân thì có thể có cú ở cái như này nhé nhé. Khi nào là người thẳng các bạn. Đây là câu sắc. Họ là cái công thức để là cái thân. Cái thể trái có nghĩa là chia ra nhiều, nhiều phần. Phần về việc chúng ta gọi là bối thể trái. Đây là cái thân thể trái. Và phía sau là lôi thể trái. Thì dưới này còn có cái mỏ thể trái. Đây là các ASEAN. Các ASEAN thì có gì làm việc. Là các đây là các cơ bản chứ không có gì cả gì làm nhau. Tất cả các cái cầu trúc câu này cả gì là thuộc. Vì đây là các có cả cái nhân sản của người đúng không? Nhân sản của người là gì? Là những cấu trúc chất xám nó nằm sâu ở trong não. Chúng ta biết rồi, chất xám nó có hai gì đi, nhất là vỏ não. Vỏ não nó sẽ có sao đó, vỏ não ở đây, chất xám vỏ não. Và các cấu trúc chất xám nằm sâu, chất xám nằm sâu là các đây là các có thâu về các chất xám con đầu. Con đầu nhất là gì? Tôi thì, không? Hai cấu trúc hai bên là tôi thì. Còn một người đây là, tôi gọi là những bèo thì vâng, những bèo thì đây này là những đuôi là có thì đâu những đuôi được to cái này, rồi sau là nhỏ dần lên và đuôi những đuôi, nhưng mà là cắt qua đây này, có cái đầu những đuôi, cái đầu này thì làm nào thắt rồi, cái xương cá, thì như vậy là gì? Đuôi do đầu những đuôi, những bèo, đây thì có bèo dạng, bèo dạng rồi câu sầm. Rồi bởi vì thì sáng kẻ giữa các cái cấu trúc này, chất xám này nó có cái cấu trúc chất đắng ở đây gọi là gì? Táo trong. Táo trong này rất quan trọng. Cái gì đấy chưa? Này, hình chữ V đây rồi. Táo trong. Cái cái điều này chúng ta gọi là cảm thấy được của táo trong. Cái này gọi là cảm thấy sâu của táo trong. Tình cảnh tay sau của báo trong rất quan trọng vì toàn bộ cả cái bộ sợi thần kinh từ những vùng vận động của não nó sẽ đi xuống và đi qua cái vị trí cảnh tay sau của báo trong này. Do đó chỉ cần một mình dôi vào bộ nhỏ ở vị trí này bệnh nhân sẽ có biểu hiện yếu hoặc liệt cả cái cơ của chi ở bên đối diện. Vì sao bên đối diện là cái điểm đó xuống như là cái câu nào thì nó hoặc kéo nhau mà khi phục cho bên đối diện thì cẳng tay sau của báo tao này phải có lòng cẳng tay trước cẳng tay sau thì qua đây chúng ta có báo ngoài đúng không, chúng ta có những trực tư nhỏ 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 đây không có nào này con đầu này có một cái nạn cách corona hay gì này cái liêm nào xoắn từng lần dòng tên thì cái này cái gì để cho bộ chỉ mang nào á, mang nào thì có ba mang đó, ngoài là mang cứng thì mang nhẹ thì mang mềm, thì cái mang cứng nhất ở đây thì nó có hai lớp là phía ngoài là phía trong. Bình thường hai lớp là cài sáng nhau nhưng khi mà để đưa dừa nó tắt đà thì lần trong nó quặp vào hai bên nó quặp vào nó tạo thành cái liêm liêm nào thì lần ngoài thì nó đi tiếp tục qua bên đối diện. Bây giờ này cái bộ phận dạng này chúng ta xoắn từng mặt dọc trên chúng ta có nhiều xoắn từng mặt dọc trên dọc dưới xoắn thẳng hồ lưu cả xoắn hai bên hai cái xoắn ngang hai xoắn xếp ma đổ xuống xoắn được bằng là thành quả sau. Hôm nay là cắt qua xoắn được bằng dòng tiền.
sau này đang đi học trong cái tù mà ngoài năng lực là gì năng lực để phân biệt tù mà ngoài năng lực cái tù mà vừa thì là ngoài của năng lực và cái đặc xưa xương sọ thì cái tù mà ngoài năng lực đấy nó có cái đặc điểm nó sẽ hơn lùi và nó sẽ lãng qua được nhiều. Còn cái tù mà dưới năng lực nhất là tù mà vừa thì là trong của năng lực và bằng nhìn ở đây thế nên cùng cùng là một dưới năng kinh thế tôi bảo dưới năng kinh là sẽ có hình liêm nghĩa là một con cao như thế này con cơ cao như thế này là lò và là hình liêm và nó có một đặc điểm là nó không ra qua đường dưới nghĩa là nó phải ở đây nó đi 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 vào như thế này thì sau đây nó có bài chẳng thư chúng ta sẽ cắt phân biệt đâu là cùng bảo ngoài năng kinh đâu cùng bảo dưới năng kinh là chỉnh là đi thì đặc điểm nhà thầu của nó. Thì mang kinh của hai lần như thế vốn đau là còn thế thì mang nhìn là bị xả thì mình có một mang kinh rồi chữ bị mang nhìn ta có cái khoa chữ nhìn rồi về đến là mang bên thì nó phủ ngay trên trên bề mặt của nào thì khoa chữ nhìn thì nó chữ dịch nào tùy thì con này là con nào vừa cả phần mặt trong này nó sẽ gây phù vào một chữ bị mang nhìn cái gì này tạo sinh đi và cái như thế cùng vào dưới bằng anh quăng và nó cùng vào quăng dưới nhiên tâm như con này rồi đi vào các cái đầu cùng nào và chỉ có thể gặp trong chẳng hư và phải trong vừa được cả cả từng vật thì sau này các chị sẽ học cách phân biệt đâu là một cái cùng vào quăng dưới nhiên do chẳng hư và đâu là một cái cùng vào quăng dưới nhiên do vừa được phân mặt cái này rất quan trọng. Ví dụ các chị từng có cứu chờ vào hôm nay người qua đường khai là phát hiện hôm nay trong chiều đường á không thể là do bị tai biến hay do bị tai nạn nhưng mà chụp lấy của thầy tu bảo thì nó được vậy được lúc này bác sĩ lâm sàng và có nga họ sẽ hỏi và theo bác sĩ là cái hôm nay nó bị tai biến nó bổ xuống hay là bị ai đó ông nó bị bổ xuống hai chuyện rất là kinh điển đó là chuyện lên tại vì cách đây bảy năm rồi còn lại cái vụ đã qua chuyện rồi một cái ông già như thế ông cổ và một cái ô đang cầu đường rồi người nhà người tiền là cho cái ô này nó không nhưng mà cái ô ô này nó phải là tôi đang nhưng cái tôi chạy và cái ông kia nó từ bồ xuống cái tay bị bồ xuống thì chụp lên là một tuần bảo hiểm nó cứng như vậy cái tuần bảo hiểm nó cứng cho tai biến nó tuần bảo hiểm nó cứng cho chẳng thương nó khác nhau không thân thể nó có khác nhau một cái tuần bảo hiểm nó cứng nó do tai biến là do vỡ phân mạch thì phân mạch nó hay gặp ở đâu nó không bao giờ gặp ở các con sò đen vì sao từ khi nó có các dị dạng thì phân mạch không nổi đầu phân mạch nó lo lắng còn bình thường nó gặp các phân mạch quấn đai lại quy đích đúng không hay gì sẽ gặp ở đâu hay gặp nhất là cái động mạch thông thường rồi chỗ chia đôi của động mạch nào chưa rồi cái đỉnh của động mạch lên quấn cái đai lại quy đích thì khi nó vừa cả cái phân mặt ở đây thì nó sẽ tù màu ở đâu ở trung tâm cái gì này tù màu ở cái bề nền cái hồ bề nền nó láng ra cái đường dưỡng láng ra cái đàn nước láng ra cái sinh viên hai bên của nó là cái hình sao này thế này nó tù màu nhau cho vừa phân mặt còn xúc tiền kiểu nhiên mà nhau chảnh thương là ở đâu nó sẽ gặp ở ngoài đi thì chẳng thư cái động cơ xuống và sao cùng nhập xương bắt van cứng vân 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 cái động cái tù một cái xúc tiền kỷ niệm thì lúc này thì xúc tiền nó sẽ nằm cúi tù ở bề mặt căn như vị trí tổn thương và thường nó sẽ có can các cái tổn thương ngang nhau thì chúng tôi nhập vô nào thì những tù màu ngoài bên đường còn lại nó phải chịu được mình vậy thì câu hỏi cái niệm là phân biệt xúc tiền kỷ niệm nhỏ chẳng thư ai biết anh chị mình sau cái bài này sau cái bài này nó sẽ còn lại bây giờ chúng ta phải một cái quan trọng là hệ thống nào khác sống nào là nó có hệ thống nào không đó là hệ thống tổng thủ đoạn chứa dịch nào tùy dịch lưu xung quanh hệ đúng không thì nào tùy thì anh chị biết rồi thì nào khác nó có bao nhiêu cái gì là nhất là cái nào một bên, hai nào một bên hai bên,
bên này nó sẽ nối nhau, không phải là nối nhau mà là sẽ đổ vào cái nạp thứ ba, là chỉ có một nạp thứ ba là một trung tâm, và hai nạp thứ bên nó sẽ đổ vào nạp thứ ba qua đồ gì? Đồ pro, đồ pro này. Từ nạp thứ ba thì là cái số gì? Tổng nào? Và đi qua tổng nào chứ? Tổng nào nên là tổng cái quan trọng đi sao? Nói hàng thì căn viêm nào, xúc điểm nào là nó có thể gây đến cái tổng này và nó sẽ gây nào được gì? Còn bây giờ nó có các cái bên phần nào thì tổng sinh sẽ sinh sinh có một thai nhi, nhiều khi nó tắt cái tổng nào tổng sinh có thể là do mang thì có thể là do những cái viêm nhiều trong cái bao tai có thể nó tắt ở đây thì nó sẽ gây giảm được đêm. Tổng nào nó sẽ đổ được gì? Nào thứ tư, đây là thứ B, nào thứ ba, nào thứ tư, không còn nào thứ một, không còn nào thứ hai, cái gì vậy đó? Nào thứ tư này nó sẽ đi đâu? Nào thứ tư này nó có những lỗ nhựa sao? Chúng ta gọi là lỗ Marquetti, và hai lỗ hai bên gọi là lỗ Lusca. Thì dưới thì nó thấu tiệm là kiểu trung tâm của hành của tỷ sống cái số như này. Còn từ lỗ bên và hai lỗ hai bên này nó sẽ thông ra cái khoang tiền nhiệt. Khoang tiền nhiệt thì là thông tiệm lên lên các cái đàn bộ ngào để thông đưa với nhau. Thì dịch nào đi nó sẽ được tiệm ra và nó được đổi vào liên tục một ngày như này còn mấy chục lít nó được thay đổi lương phiên liên tục. Rồi tiền ra đâu? Rừng tiền lá rồi là rồi mang vào là nào thân bên. Thế nào thân bên là còn bỏ mấy cái xương. Từ trước là xương cá, sau là xương chồng, thì là xương thái dương. Vùng này người ta gọi là chi gôn, gọi là vùng nạp, vùng ngạp lá và thân bên thì là chủ của lá kia, và cái xương. Thì dịch đầu tiên nó sẽ đem tiền lá đây. Sau đó nó sẽ lướng kia, lên, nó qua lỗ mô rô, vào nạp thứ ba, nó xuống tổng nào, xuống nạp thứ tư, rồi nó qua các bàn cùng nào, nó qua các cái lồ này để lên cái khoang tiền nhiệt, thì nó lướt kiện như thế, liên tục điểm ra và được hấp thu, trong khoang tiền nhiệt nó sẽ được hấp thu ở các hạt mang nhiệt, rồi hấp thu vào các hệ thống xoang thực vật năng kính, rồi nó mê tin, rồi nó lướt kiện như thế. Thì một cái nguyên nhân nào đó, nó gây bắt một trong các vị trí này thì nó sẽ làm giảm hấp thụ, trong khi đó trên mang mặt nó vẫn tiếp tục tiếp vậy để ra mà không được hấp thụ thì nó sao tự động nó giảm, chúng ta có nạp cũng thủy, nạp thủy nó giảm là nó giảm cái hệ thống nào thấp thì nào thủy nó vẫn ra rất nhiều cái thể, nhưng mà nào thủy không thường thì đâu là nào thì không thường, nghĩa là chúng ta không tìm ra chỗ bắt và giảm qua hồi thằng nào thắt luôn và tăng ở lúc đó là trong cái hạt năng nhiệt thì cứ sau viêm nào mà nào hoặc sau xúc điểm nào mà tăng cái hạt năng nhiệt thì chúng ta còn nào thì không thường. Cái thể thái là nào có gì không thông thường hay là nào có gì tắc nghẽn thì nó có thể tắc ở nhiều vị trí hay gặp thêm thôi, nhưng mà để nó còn nào một cái u một cái số tiền này nó nhẹ gây tắc hoặc một cái u nào thứ ba một cái tắc lỗ rô thì nó sẽ giảm lên. Thì nguyên tắc tắc chỗ nào thì nó sẽ giảm cái đó về đây, thế đó khi các bạn chỉ đọc một từ mà chỉ thấy giảm nào thân chỉ tin thì nó giảm để giảm lúc nào coi là thứ tư giảm rồi nào thứ ba có giảm không, thì nào thứ tư mà giảm to thứ ba mà giảm qua chỉ là tăng độ ủng hộ và đến độ ủng hộ là cái phần đạt được sinh đạt của nào thứ ba nào thứ bên. Còn nếu như nào thứ bên già nào thứ ba già và nào thứ tư không già thì là nó tắt ở còn nào thứ tiêm chỗ còn nào đó và xuất hiện còn u ở trên cái đầu. Còn nếu như còn nào cũng già và nào thứ bốn không già như vậy bất thường là nào thứ bốn đúng không? Thì thứ bên này u ở đó là một số đặc biệt. Rồi để khi nào thất bổ cũng giảm được
nghĩa là cái này là cái nguyên nhân gây tắc nằm ở ngoài của nó đó, có thể là nó qua thủy điện vân vân. Cái này là cái gì? Học các phương diện thì nào hủy thông thường những cái phân mặt
tôi thấy là cái bệnh nhân bị tai biến vừa từ mặt cái có hay gặp quá những cái tai nạn như thế thì hay gặp đâu chỗ này là mặt không được hay gặp rồi cả cái chỗ chia đôi của đường mặt nào chưa rồi cái đỉnh của đường mặt nên là cả vị trí mà nó hay gặp cả cái phần mặt. Cái phần mặt là gì chúng ta nói sau đúng không? Cái là cân, cái là cái động mạch đầu trước, đây động mạch đầu trước, đấy là cái vàng mặt trong cái đường nhựa và câu này nè, các bạn làm được cái này như này, nó sẽ bọc quanh cái phôi đai và thì đai nó bảo vệ động mạch và là động mạch quanh đai, còn cái động mạch viên đai và đang bảo vệ động mạch cột mắt, động mạch trực tràng, cái này như này. Còn các từng mặt thì nó rất nhiều và hình thái giải phóng của từng mặt thì nó thay đổi rất nhiều. Nhưng mà chúng ta có cả cái quan trọng là chúng ta khi đọc đầu tư, đặc biệt là cái đầu tư mặt đất thì phải để ý cái đầu mặt là cái từng mặt có từng mặt dọc trên, phải đúng không? Còn bộ chạy dọc thế này thì khi nào khảo sát đầu tư là luôn phải xem so từng mặt dọc trên đây có việc cũng đi không? Cái quan trọng cái bệnh nhân bị đau đầu và bị dối động não gió thì phải ngồi sọt từ mặt trên tỏ sọt từ mặt dưới chậm dưới nó bị đau hơn nó sẽ chỉ sau nên nó đi ngoài xuống đây bắt đầu hồi lưu cảm xoắn bao gồm cho gì sọt từ mặt trên và sọt từ mặt dưới là nó như thế này nó đổ vào sọt thẳng sọt thẳng đổ vào đây và hồi lưu cảm xoắn thì từ hồi lưu cảm xoắn này chia ra hai bên là hai cái sọt số ngang anh đi làm CT hoặc anh đang đi ngáp số ngang về tiềm năng cái gì số ngang cái gì số ngang sẽ đổi số xoắn xoắn sinh mạng rồi cái bề mặt nào nên nó có cái tầng mặt lớn có cái tầng mặt từ đầu nổi từ cái xoắn tầng mặt nhập lên xuống cái này gọi là tầng mặt collapse rồi cái tầng mặt lắp bề tầng mặt nổi cái tầng mặt collapse này xuống nghỉ xong ngang rồi mà đã bảo cái xong tầng mặt nào dưới nó mình đổi hai cái tầng mặt này xuống nó đổ vào cái xong đá đêm ở đây nó tạo ra một cái hệ thống trang nhị để dần đúng cảm nhị cả cái tầng mặt này thì cái tầng mặt trong lan cái tầng mặt nó đêm thì nó bị đổi nhiều lắm và thân tài nhà phòng cũng rất là nhiều vì như thế nhưng mà xong tầng mặt trong đêm xong tầng mặt trong dưới xong thẳng xong ngang xong sinh ra là những xong rất ổn định là cái gì luôn luôn mình xem được có về cổ đi không cả là đơn giản là mình chụp còn từ về buổi chung chúng ta gọi là MRI để chụp lên phải tạo để có thể co hồ để có thể xoắn được mặt này và có tắc để ngồi thì chúng ta phải ngang này nhìn kỹ hơn mặt tao thì này cái xoắn thẳng cái xoắn thẳng mặt dưới đây nhập trên này đây nhập dưới này rồi xoắn thẳng nha ở đây có hai cái mặt đầu cao rồi từ mặt cao lên từ mặt cao lên nó có cao lắm và hai cọ thì phải hai cọ thân cọ cao thì dị dạng từ mặt cao lên là phân từ mặt cao lên nó sẽ chỉ số bông hai để thấy một cấu trúc dạng có mà nó cũng sò anh chị thả mắt lơ vào và thấy có thể hiểu lơ không sợ 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 thì khả năng là phân từ mặt cao lên từ mặt cao rất là tất nhiên là một lần chúng ta gặp một hai lần cả đêm trong mặt là dừa nên là này trong mặt là dừa trong mặt cảnh trong lên đây chia ra trong mặt là dừa mặt đầu trước trong mặt là dừa đi lên như thế này đây là cảnh corona đi lên như thế này sẽ cài vào cái số từ mặt trong vì làm sinh viên đến như thế này nó bọc lên như thế này mình để bỏ nằm và mình ngồi lên đầu bộ như vậy để nó chia ra từng đoạn đầu mặt đầu dừa thì chạy ngang như thế này gọi là bé bắt bộ như thế như thế này gọi là bé hai nó bọc xuống như thế này là bé ba nó được phân vòng lên bỏ nằm đang mơ em bé bộ cái gì này người ta muốn tạo tắt đầu mặt đầu dừa còn bé bắt bộ nha em nhìn thấy bé bộ nằm ngay chỗ xúc cảm nào
thì từ đó năm phần một ấy nó có các cái nhánh siêu là các cái đoạn mạch nhỏ nó cấp máu cho cái vùng nhánh xả cơ ngực cái vùng năm sáu trong não nó để cho mạch máu thì nó chỉ là nó chỉ phổi cho bọn nào rồi cái vùng sâu trong não thì cũng bảo vệ bọn nào chính là các cái đoạn mạch siêu này thì nhỏ vùng mạch quá là một sự phản từ cái nhánh năm phần một và cái điều này nó gọi là các vùng mạch nhánh đeo thì vâng cấp bằng cho rồi thì cho bao năm rồi và tắt các tập đỏ này nó sẽ gây ra cả cái dồi vào ổ huyết và cả cái đạo sinh tí của người tập đường cái đạo dồi vào ổ huyết và bao cao dồi vào ổ huyết rồi thì đúng rồi chính là nó tắt các đồng mặt nhỏ nó tắt đồng mặt nhỏ thì nó gây ổ của ổ huyết hoặc đến cái tươi như thế này đóng đồng thì nó tắt con ổ huyết đồng mặt thì nó dồi vào ổ huyết đồng không tắt từng ổ huyết vì vậy thì do vì sao mang cái này các cái ổ huyết rồi luôn do như thế thì là do tắc các cái thì động mạch xuyên như thế cái động mạch đằng sau thì nó xuất phát từ vì động mạch nền đấy là động mạch sau này phụ cấp máu cho cái phần sau đó là bao gồm cái phần vị trọng và phần dưới nổi thì vì vậy như sau. Còn mặt sau thì các chị này nằm đều này đây có cả là cái phân bổ khu vực từ đầu và các đầu mặt. Mỗi đầu mặt thì còn một khu vực từ đầu khác nhau đó, trước, từ trước, từ sau. Tắt đầu mặt nào thì nó sẽ gây đuôi vào khu vực từ đầu và các đầu. Thì đầu mặt nằm trước thì có hai đầu mặt của chúng ta được và nó cấp máu cho cái phân trước và phân sau của nào. Rồi có ba ngày cái phân từ đầu và đầu mặt nào được. Cái nền nó tắt bên nào lên vào trong cái này. Thế nên cầu tư chúng ta chỉ cần nhìn vào cái này chúng ta biết là nó tắt vào mặt nào. Thế nên do mỗi đầu mặt là phần cuối cùng, phần cuối cùng là đó. Đấy là phần cuối cùng để vào trong mặt nào. Dừa, màu hồng. Là dừa trong mặt lớn nhất trong nào. Và vùng tuổi màu của nó là vùng cuối cùng nhất. Và nên chữ đế như thế này. Thì xác định thì rất là đơn giản, tại vì nhìn qua cái nào cắt qua cái nhân sản của đứa đấy thầy rõ cái sự tảng và sự chậm của cái nào thằng bên thì từ sự tảng cái gì kẻ ra như này từ sự chậm cũng kẻ ra như này thì toàn bộ cái chữ bế này là tuổi màu của con người màu của mặt thằng dừa còn chuyện cao lúc đó còn chuyện trước là tuổi màu của mặt thằng trước sau này là tuổi màu của mặt thằng sau mày phá bôi trong đó trên chữ bế này dựa trước, là dựa đấy, là trước, là nào, sau này. Từ sinh trọng kẻ ai, con bộ phần sau của lần này là từ màu đầu mặt nào, và sau này. Nằm ngò ba vùng này là giúp chúng ta phân biệt về một số bệnh lý. Ví dụ hạn gì chúng sẽ đi lên, đây này còn cái vùng nó dài thì tầm, nó kéo dài từ cái trường ra phía sau luôn. Thì bác sĩ tâm sàng hỏi đấy là nhu nâu hay là viên nào nhiều khi rất là khó thì các chị để ý nhu nâu thì chắc chắn nó sẽ phải tuân thủ cái vùng phân bổ tuổi màu của từng đồng mặt thì như nhu nâu thì bạn chưa thì vùng bổ nước nó sẽ nằm ở trung tâm như thế này thì chịu thế này tùy thuộc vào cái mức độ tắc tắc là gốc tức là nhu nâu toàn bộ cái vùng nước nhưng mà nếu tắc cảm nhận nhỏ thế thì có thể thì có là vùng bổ nước nhỏ đến thôi nhưng là phải nằm trong những phương cảnh. Còn nếu như một cái vùng tổn thương bất thường về tỷ đồng mà nó kéo dài từ đây qua đây luôn thì khả năng không phải là dồi máu mà là phù nào cho nguyên nhân gì đấy có thể là viêm nào đúng không viêm nào thì cái thứ hai là khi ta viêm nào là hết nguyên đấy thì tìm cái nguồn đó ra mà tăng về nhiều ở cái vùng bất thường tỷ đồng sẽ nhiều cái con đường vùng thải như hai bên này và nó không theo cái vùng giới hạn của cả nằm đó không bị giới hạn của cả cái vùng từ đó nó tăng từ vùng này qua vùng khác thì khi này nó vùng số tại đâu như thế thì phải nghĩ đến cái biên nào mà nó có thể là các nguyên nhân khác là cái phù nào ví dụ một cái u một cái ý căn như này là cái phù lúc này có thể tiến bộ bên sẽ có tổ một bộ bất cứ
lên đi thì
chậm rồi nó hơi bền quá rồi nó sẽ tạo ra một đạo đức bền. Đường dừa khi đọc sinh đi ngày nào bên nhiên có hồ là xem từ đường dừa còn lại đi cầm đường dừa luôn luôn đọc phải phải từ đường dừa là nó bất thường nó chẳng thường mà đường dừa là cái bản tin cùng màu hoa văn tướng cùng màu dừa văn tướng cùng màu cao như hồ còn mặt phù nào nhiều cái chúng nó có thể đi một phù nào em có thể thành cái dũ nào mà già thì tạo một chút hơn thì để ra phù nào nó nguy hiểm để gây tử vong. Đường đấy thạc sĩ lâm sàng có chứng là có thể đường dừa trong chặng thương sau nào là càng mà phù hợp qua trong chặng này càng và đường dừa có lần đến 53 là có chỉ định phẫu thuật hồi xưa. Bây giờ thì người sẽ tiêu đường thêm nhiều dừa thêm nhiều yếu tố khác lâm sàng nó có lần mức độ gian đạt mức độ hoặc vì một cảm hồ thuốc sống nào có lần nhiều độ mà từ đây người ta được quy được đường dừa ra một lần đến 53 là càng đáng có chỉ định phẫu thuật. Nếu một phụ nữ thì nó lại hai cái thân của nào ở bên hai cái dung này hai cái dung ở bên thì ngang mỗi ngày mà xem từ họ tù họ mang kiểu đâu họ tù họ kiểu mang kiểu đâu họ xuất hiện tự nhiên đâu có vì thế này là như thế xuất hiện tự nhiên nó cảm thấy thấy cảm thấy cũng luôn bằng tăng tỷ trọng trong cái tập của nào là của nào mà anh đem đây và đây là kiểu dịch đạo lý tỷ trọng nó thấp thì ở đây nghe đây nó sẽ thì cái nó xuất hiện thì nó sẽ tăng tỷ trọng cái đường dài thì cũng đường sợi tóc sẽ bắt về rồi sẽ từ nào đến nó dài đâu nó tăng tỷ trọng lên đến đường qua hẹn thì nó nằm thấp thì nó sẽ để ở cái vùng cầu thúc tất cả hai bên chúng ta gọi là trung tâm bản vô dụng trung tâm bản vô dụng này là cái qua đồ về chất đẳng của hai bản cầu nằm là ở trên này này để nó đi đến cái thì còn nằm ở đây trung tâm bản vô dụng này là hai cùng hai cái bản vô dụng nằm trong đường trong đường đây là một cái gọi là trung tâm bản vô dụng là gì cái tòa này thầy để thay đọc sẽ có một là một phương nằm là trung tâm là có điều phải hiện tại là chính là điều này hôm nay nó còn nào là thầy đừng nhiều thì đây là khi một cái là các tư dưới lên sò lên và các cái vị trí này đây thế nào còn tư thì cái gì đang làm quen là mang cả tiền lên từ ngoài ra đi qua lại đi rồi thế nên là cái cầu này đi trên cầu đưa một cái đẹp thằng nào hết thì tên từ xuống tên một thì nhìn ra cái cầu đưa thì tên từ xuống tên một thì dịch nó sẽ có đen không còn tên từ xuống tên hai là dịch nó sẽ có tăng còn đầu tên tên một thì m sẽ có tăng nên m không mặc lên màu nào đây câu nào sẽ là câu tiểu nào hay đẹp quá đây là chỉ là nhiều thì đây là phụ đại nào đây là phụ nào sinh tư và dừa là nhỏ nhỏ thì đây là điểm cộng nào chạy xuống từ 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 thành nó sẽ như thế này đây đây con đầu chỗ này thì ta bị nhiễm sản phẩm vương thì con đò này chúng ta đặt dòng đây thì ta nghĩ bao cao, cảnh tay đường bao cao, cảnh tay sau bao cao, rồi thì những bèo, những núi, cơ thể còn đào đất, nó sẽ cả hai bên, rồi dừa, nó bảo vệ mắt, mắt mỏng, nó bắt cắm xuống. Từng thời có thể cái mắt này cắm mỏng, nó bỏ cái nám này được, nó gọi là nám bắt cắm xuống, để nó bị kẹp được, gặp cả nhiều, 20-30% trường hợp người ta đọc CT như thế này. Bài kia đi sau đây là sự chậm nó thất bên là chậm đến cuối xuống cầu từ lên một là chỉ chú ý cho là chất tăng nó sẽ có cái chiều cao hơn chất sạch để lên
sao thì nó thấp hơn. Vì sao? Bởi vì trong chất trắng thì hàm lượng lipid nó cao hơn ở trong chất xám. Và ngược lại, nếu bổ sung D2 thì nó sẽ chất xám nó cao hơn chất trắng. Nó giúp cho nó phân biệt được đâu là chất trắng, đâu là chất xám. Đây là yêu thức để ta đi thực hành. Rồi thì số 6, báo cáo, cảnh tay được, ngồi,
Thank you.